Hi, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu những mẫu vật tu bên em mới về. Trước mắt anh chị là những cây vật tu zin nguyên bản nha anh chị các bạn. Vàng nguyên khối. Đây là vàng nguyên khối nha anh chị. Những con ốc này cũng là bằng vàng luôn nha. Ở viền này nó đến hộp kim cương thiên nhiên nha anh chị. Vàng này mình tháo ra là mình có thể đi ra tiệm vàng bán luôn á. Chứ không phải là mạ đâu nha anh chị nha. Vàng nguyên khối. Đó, cái tên của vật tu nó làm tên này. Rất là đẹp. Da xịn luôn. Đó. Tiếp theo. Những mẫu vật tu này là hơi bị độc. Đây là vàng trắng nha anh chị, vàng trắng nguyên khối nha. Và những hạt là hạt kim cương thiên nhiên 100% nha anh chị. Không phải là kim cương giả hay kim nhái phay gì nha anh chị. Đây là hàng zin nguyên cây. Cái màn hình của nó là vậy đó. Đó. Và Tu Signature M. Rất là đẹp. Vậy đâu cầm chung là những nè đó, xuất sắc nha. Con này giá hiện tại là 150 mấy triệu chị nha anh chị. Rất là đơn giản đó, cái viền da là da zin luôn, nói chung cái đặc zin nguyên bản nha anh chị. Đó, chân sạc. Đó. Màn hình nó độ sáng nó chỉ vậy thôi. Cái dòng máy này nó vậy. Và tiếp theo con này. Con này là hàng zin nguyên cây lên nha anh chị. Vàng nguyên khối luôn. Phím nó cũng bằng vàng nha. Tất cả cái này là bằng vàng hết. Hò quá. Đó. Con này nó thiết kế cầm giống như E72. Đó, cái tên của vật tu này là vậy đó. Đó. Anh chị cứ lên Google anh chị search máy và giá nha. Trong ba con này á, trong ba cái bà tu là chỉ con này mắc nhất nè. Hai con này là giá tầm vài chục triệu, gần cái trăm, tám đến chục vậy đó. Đó, anh chị coi cứ tham khảo, đảm bảo là hàng zin zin và tu nguyên bản, không thay thế, mà vàng nguyên khối luôn. Cầm rất là chắc chắn.
Và cuối cùng thì con 88 zin. Con này là bên em bán là 35 triệu nha anh chị các bạn. Con này zin nguyên cây hết. Vỏ đẹp xuất sắc. Đẹp trong cái tầm giá đó thôi. Trong tầm nó là nó đẹp. Chỉ duy nhất là bộ da mình thay. Da này mình thay mới nha anh chị. Tại bình thường nó cũ lắm, nó xấu lắm. Đó. Da thay da mới. Đó. Theo anh chị đánh giá thì cái con này 88 và Vato cái nào đẹp hơn? Đó. Em thấy con này đẹp. Rất hợp với dáng em. Đó, cầm. Xuất sắc. Mà không hiểu sao tại vì Vato nó thiết kế cái màn hình của con dòng máy này nó mờ như thế, không hiểu luôn. Đó, kim cương thiên nhiên quá đẹp anh chị thấy không, nó lấp lánh long lanh, nó chiếu con này chỉ xài thôi không cần lau chùi hết, nó sáng long lanh hoài vậy đó. Đó không vậy không đó. Ok, cầm cầm lên cái máy nó chắc chắn đẹp xuất sắc, đúng là bà tôi thiết kế những cái mẫu này quá sang. Giá trị của nó là ở quan trọng là cái vàng nguyên khối nè, đó đúc ra từ A tới Z toàn là vàng đó, đính những cái hạt kim cương thiên nhiên quá đẹp, long lanh lóng lánh. Này thì phím phím gốm không? Buồn buồn tháo vàng ra bán được nha anh chị. Vô tiệm vàng kêu nấu ra đúc thành làm dẫn chơi đó. Nó giỡn vui ra nha anh chị, mua cái này xài chứ ai mà tháo vàng làm cái gì, còn cái gụt bán cho ai đó vậy không. Con này là xuất sắc, quá đẹp. Hiện tại là ba con này em mới về nha, anh nào có nhu cầu qua coi chơi cầm cho nó xuất sắc. Mấy cái mẫu nó giống vậy mà màu trắng á, nó rẻ hơn chút. Tại cái này vàng nguyên khối rồi mắc nha anh chị. Đó. Ok. Anh nào cần thì cứ ghé bên cửa hàng em nha. Một địa chỉ duy nhất nha anh chị. Một địa chỉ duy nhất và những số điện thoại là hotline của em thôi. Ok, cảm ơn anh chị xem clip.